Oh.
Giúp con một chuyện được không? Chuyện gì thế con? Bố lại đây với con. Đây, cháu ăn đi. Các người có bao nhiêu đồ ăn ngon thế này mà không mời ta à? Sao ông dám? Dám làm sao? Người có ý kiến gì hả nhóc con? Ông đúng là đồ xấu xa, lúc nào cũng cướp đồ ăn của người khác. Đừng con, kệ ông ta đi. Chỗ này vẫn chưa thấm tháp gì so với ta đâu. Lần sau nhớ chuẩn bị nhiều hơn, rõ chưa? Hắn ta là ai mà lại hống hách thế ạ? À? Đó là lão Lêu, đáng sợ nhất khu rừng Ribbon này. Chuyên bắt nạt kẻ khác, nhưng không ai có khả năng chống lại lão. Không thể để như thế được, phải dạy cho hắn một bài học chứ ạ. Kìa, Sammy, cậu định làm gì thế? Ôi, mẹ ơi! Lại con cho tôi. Trò chơi mới bắt đầu thôi, tất cả các ngươi đều có phần. Mẹ ơi, mẹ sao không? Mẹ mau tỉnh lại đi. Chưa gì đã bất tỉnh rồi sao? Các ngươi thật là kém cỏi. Ta vẫn còn muốn chơi nữa. À, mẹ ơi. Ôi con tôi. Con ơi. Ôi. Là Mi à? Dám bắn ta? Với sức của Mi mà cũng dám đấu với ta sao? Trời ơi, Sammy, mọi người, mau lại đây giúp tôi một tay đi. Tớ sẽ giúp cậu. Hai tên nhãi nhép này, chúng mày muốn chết à? Mọi người, còn chờ gì nữa, mau tiến lên. Nhanh nào, cố lên nào. Các người định làm gì hả? Mau tránh ra. Chúng ta hãy cùng nhau đánh cho hắn một trận, để hắn chừa cái thói hống khách đi. Chết này, chết này. Ôi, đau quá. Ôi, ôi. Trời ơi, đau quá, đau quá. Bây giờ bị thương nặng thế, xem ông ta còn bắt nạt được ai nữa. Phải đấy,
đáng đời Leo San á. Hoa đô si. Ui da. Xót quá. Toàn thân mình bị thương thế này, mình sẽ chết mất. Ôi, sao tự nhiên lại dễ chịu thế này? Ông đã thấy khá hơn chưa? Chúng tôi đã bôi thuốc và băng bó vết thương cho ông. Xin lỗi vì chúng tôi đã làm ông bị thương nặng thế này. Ông hãy ở lại cùng chúng tôi cho đến khi các vết thương lành hẳn. Các người thật là tốt bụng. Các người không căm ghét tôi nữa sao? Tôi đúng là một kẻ xấu xa. Tôi hứa từ giờ sẽ thay đổi, không hống hách và không bắt nạt mọi người nữa. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hơn chứ.
nào bây giờ nhỉ? Chẳng nhẽ mình lại thua à? Đấy rồi. Yeah. Ê, thế nào? Bạn thấy sao? Thế nào? Nếu cảm thấy thua rồi thì tự bỏ cuộc đi. Thôi, mình đi trước nha. Bye bye. Tớ đi trước đây. Đã kém rồi lại còn đòi thi với tớ. Tưởng trốn đâu chứ, ai ngờ. Đâu nhỉ? À, đây rồi. Tớ đến với cậu ngay đây. Quái, sao lại có hòn đảo mọc lên giữa biển thế này? Cái gì đây? Bun ơi, cứu tớ. Bun ơi, Bun, cứu tớ. Bun, Bun ơi, cứu. Đẹp thật. Chà, một ngày đẹp trời. Chào bạn Lu, bạn cho mình xin chữ ký được không? Bạn ký vào đây. Quá đơn giản. Thành tích là thói quen của mình mà. Này, mình và bạn đi ăn kem. Hả? Có được không? Mình bận rồi, mình không đi đâu.
Mình là Bun, hẹn mai gặp lại. Bye bye. Hôm nào Bun rảnh vậy? Mình mất mặt quá. Câu nhảy là của mình. Mình nghĩ sân tập này là của chung. Ai tập cũng được mà. Muốn ai tập cũng được không? Này tập này. Tập tập này. Bắt lấy này.
Ê, ê, quả kia, đấy, đấy, đấy. Ây da, đỡ đi thỏ. Có biết đây là địa phận của ai không mà tự động lên phá vách ta? Thả bạn ta ra. Đau lại còn. Lại đây tôi bảo. Tôi có cắt rồi. Bôi trơn lên người luôn. Lão báo sẽ không tư tưởng. Cậu ăn cái gì mà thông minh thế? Đi thôi. Chờ tớ với. Xấu xí kia, ngươi đang ở đâu? Có giỏi thì ra đây đấu với ta. Ngươi trốn đâu rồi? Ra đây mau lên. Ngươi trốn đâu? Loa loa loa, tên báo xấu xí kia. Loa loa loa, tên báo xấu xí kia. Mau ra đây đấu với ta. Đấu với ta. Ngươi trốn đâu rồi? Ra đây mau lên. Muốn gì? Oh,
bùi thêm dầu cho tớ. Lưng được rồi, tớ sẽ cho nó biết tay. Yên nào. Cậu vào lấy đi. Cậu đá thì cậu phải vào lấy chứ. Tớ mới cậu vào lấy vậy. Đi nào. Thơm quá. Đang khát khô cả cổ đây. Phải uống cái đã. Trời ơi, cái gì thế này?
Sao thế này? Cậu làm sao thế này? Lu chết rồi. Thả tớ xuống. Cứ tưởng là chai nước ngọt, ai ngờ. Cẩn thận. Cậu cho tớ uống thử lọ nước màu xanh kia xem nào. Có nước làm nhỏ người thì thế nào cũng có nước làm người lại bình thường. Ý kiến hay đấy. Nào, tớ trở lại bình thường rồi. Chết tớ rồi. Cậu mau nghĩ cách giúp tớ với. Được rồi, để tớ nghĩ cách. Lúc trước cậu uống lọ nước màu vàng thì người bé tí xíu. Bây giờ uống lọ nước màu xanh thì người lại to đúng thế này. Tớ có cách rồi. Bây giờ tớ thử lấy hai lọ nước hòa vào nhau xem sao. Cậu chịu khó chờ nhé. Nào, cúi xuống đây. Há mồm ra. Ôi, chị Tại cứ tò mò quá. Cảm ơn cậu nhé. Đợi tớ một tí, tớ lấy quả bóng đã. Nhanh lên nào. Đây rồi.